chiếc kính thương hiệu Geelang Luxury phiên bản tròn. Chiếc kính này có giá trị trên 300 triệu đồng. Sợi dây chuyền Vertu xen kẽ với nhau giữa các mắt logo Vertu vàng vàng này là viên kim cương 3 ly. Sợi dây chuyền này có giá trên 150 triệu đồng. Chìa khóa xe Mercedes có giá trên 400 triệu đồng. Mặt dây thắt lưng này được chế tác từ vàng nguyên khối và trong cái logo vương miện này có 3 viên kim cương vuông. Trị giá của mặt dây thắt lưng này là trên 150 triệu đồng. Sợi dây cá sấu hai mặt, một mặt là dát vàng, một mặt là da cá sấu màu nâu. Sợi dây này có giá 38 triệu đồng. Đôi giày Geelang đang sử dụng được làm từ da cá sấu handmade bởi Geelang Luxury. Đôi giày này có giá 150 triệu đồng. Vòng tay được cá nhân hóa theo tên của Geelang, chữ L, và một đầu bên kia là có viên kim cương 3 ly. Chiếc vòng tay này có giá trên 20 triệu đồng. Chiếc nhẫn vàng hồng Rugol này có logo vương miện của Geelang, mang thương hiệu Geelang Luxury. Chiếc nhẫn này có giá trị trên 50 triệu đồng. Đồng hồ Rolex chính hãng Daytona 116515 có giá trên 1 tỷ đồng. Túi clutch trị giá 150 triệu đồng được làm handmade bởi Geelang Luxury. Chiếc điện thoại Vertu Signature S và nguyên khối trị giá trên 300 triệu đồng. Và nguyên combo outfit mà Geelang đang sử dụng có giá trên 3 tỷ đồng. Quý khách có nhu cầu những món trang sức mới hoàn toàn theo phong cách của mình, muốn độc bản theo thương hiệu cá nhân của mình, theo phong cách riêng của mình hoặc là logo công ty của mình, quý khách hãy đưa những ý tưởng đó cho Geelang để Geelang thực hiện design, thiết kế và đồng hành cùng tất cả sản phẩm đẳng cấp cho tất cả quý khách. Geelang Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.